Khi tiếng còi mãng của trọng tài Michael Oliver vang lên tại cầu trường Emirates vào đêm qua, cũng là lúc một đại dương nước mắt cùng nỗi thất vọng đổ sập xuống miền Bắc London. Thầy trò Mikel Arteta đã nỗ lực đến tột độ để có màn lội ngược dòng oanh liệt trước Everton, nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ để họ vượt qua cái bóng quá lớn của Manchester City khi The Citizens đã đánh gục West Ham ở trận đấu cùng giờ. Nhiều cầu thủ Arsenal đã khuỵu xuống sân với tràn ngập sự thất vọng trong tâm trí. Các Gunners vẫn hân hoan những người hùng của họ trên bốn góc Emirates bất chấp kết quả. Nhưng biết sao được, sự thông cảm nên đặt ở nơi những chàng trai pháo thủ. Cảm giác đau nhói lẫn hụt hẫng ập đến khi họ nhận ra rằng mình phải chờ thêm ít nhất một năm nữa để dung dưỡng ước mơ vô địch. Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra. Lạc quan mà nói, Arsenal đã có một mùa giải vô cùng đáng nhớ với thứ sắc cảm đong đầy, nơi họ đã chiến đấu ngoan cường trong cuộc đua tạm mã và chỉ chịu thua Manchester City quá toàn diện. Chúng ta hãy bắt đầu khi camera ghi lại khoảnh khắc Kai Havertz rơi lệ. Một hình ảnh đầy đáng thương của một cái tên tưởng như đã trở thành bom xịt nhưng lại hồi sinh thần kỳ để cùng pháo thủ cạnh tranh khốc liệt với Manchester City và Liverpool. Người hâm mộ thường gắn anh với vía thần tài, với cái duyên ghi những bàn thắng quyết định. Nhưng lần này, Kai công chúa đã không thể làm gì hơn trước sức mạnh vô song của Manchester City. Trong khi đó, Mikel Arteta đơn giản vẫn lạnh lùng như thường thấy. Gương mặt ông gần như không biến sắc để nhận lấy thất bại. Đúng như phong thái của một vị tổng tư lệnh, dù cho nỗi đau lần này đã giằng xé con tim chiến lược gia người Tây Ban Nha hơn rất nhiều so với mùa giải năm ngoái. Trong buổi họp báo cuối cùng của mùa giải, Mikel Arteta thậm chí đã gửi những lời chúc mừng tới Pep Guardiola và Man City. Trước hết, xin chúc mừng Manchester City đã vô địch Premier League. Không thể tin được những gì họ đã làm kể từ tháng 12. Chúng tôi đã trải qua một hành trình đáng kinh ngạc với mọi màn trình diễn đều đạt ở mức cao nhất mà chúng tôi từng thấy nhưng vẫn chưa đủ. Các Gunners có quyền tự hào về các cầu thủ con cưng của mình khi họ đã chiến đấu cho niềm kiêu hãnh và danh dự, cho sự phục sinh của một Arsenal đã sống mòn mỏi trong nhiều năm. Họ đã vượt mặt được Liverpool hùng mạnh của Jurgen Klopp và chỉ chịu chùn bước trước một Man City cùng chất mệnh thiên tử. Nhìn lại hành trình trung lưng, đấu cật, đầy khốc liệt và quả cảm, Arsenal xứng đáng được xếp vào hàng ngũ kẻ về nhì vĩ đại trong lịch sử của Premier League. Hãy nhìn xem, Mikel Arteta đã thổi vào tập thể trẻ trung của mình bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch thay vì cái mác nhà trẻ như trước kia. Đó là cách pháo thủ đã vượt qua nỗi ám ảnh Man City và đánh gục đối thủ này tại Emirates trong khuôn khổ lượt đi. 3 điểm oanh liệt trước Man City ngày hôm đó càng củng cố lòng tin với người hâm mộ rằng Arsenal đã thực sự vững vàng cho chặng đường xoán đi ngôi báu của các vị vua. Thật vậy, những vòng đấu sau đó, Arsenal đã chơi thứ bóng đá thăng hoa chưa từng thấy. Sự kết hợp phóng túng giữa chất hoa mỹ tương tự thời của Arsène Wenger lẫn sự thực dụng và toan tính vốn là tối quan trọng với bóng đá hiện đại. Cứ mỗi cuối tuần, các Gunners lại đắm chìm trong thứ cảm xúc mà các thần tượng của họ mang lại. Từ Bukayo Saka, Odegaard đến Declan Rice, khi họng pháo liên tục bắn hạ những đối thủ cản đường, Arsenal đã thăng hoa với niềm tin vào chức vô địch sau 20 năm chờ đợi. Thậm chí hoài bão của pháo thủ càng thêm lớn khi vào thời điểm họ bay cao cũng là lúc Man City liên tục gặp những trật choạng. Lúc này đối thủ chính của Arsenal không phải là thầy trò Pep Guardiola mà chính là Liverpool rực cháy trong mùa giải cuối cùng của Jurgen Klopp. Nhưng rồi cái vòng lặp ám ảnh ấy, cái vòng lặp đã từng đưa Arsenal vào tình cảnh bi lụy trong nhiều năm lại xuất hiện giữa lúc tưởng như pháo thủ đang rực rỡ nhất. Mùa đông đến, những cơn gió lạnh như làm nguôi đi sức nóng từ những khẩu pháo uy lực. Và khi rời Anfield với kết quả hòa, Arsenal đột ngột trượt dài theo cách chẳng thể ngờ tới. Họ lần lượt gục ngã trước West Ham và Fulham, rồi rớt xuống tận vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Người ta bắt đầu ví Arsenal là chú voi trên cành cây với những cú ngã đau điếng. Giáng sinh và ngày lễ tặng quà thật là một giai đoạn thách thức cho bản lĩnh của tập thể Arsenal trẻ trung. Thậm chí kéo theo đó là sự sứt mẻ nghiêm trọng về mặt lực lượng khi bão chấn thương ập đến. Họa vô đơn chí, phút chốc càn khôn đã xoay chuyển ở miền Bắc London, để Arsenal tự vị thế của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch trở về với vị trí kẻ bám đuổi trong tuyệt vọng. Nhưng thời điểm Arsenal gặp muôn vàn khó khăn cũng là lúc mà người ta thấy được sự chiến đấu tiềm tàng nơi họ. Bước sang năm 2024, mà cụ thể là kể từ sau chuyến tập huấn dài ngày từ Dubai, bằng cách thần kỳ nào ấy, Arsenal đã trở lại với chuỗi phong độ hủy diệt và tiếp tục dấn thân vào cuộc đua khắc nghiệt. Pháo thủ cùng Man City và Liverpool tạo nên một cuộc chiến tạm mã khốc liệt chưa từng thấy trong lịch sử của Premier League.
Thầy trò Mikel Arteta cạnh tranh với các đối thủ qua từng vòng đấu, trên từng điểm số, với ý chí mãnh liệt bậc nhất, được phản ánh qua chiến thắng ấn tượng trong màn đối đầu trực tiếp trước Liverpool và cầm hòa Man City ngay tại thánh địa Etihad. Phong độ tuyệt luân đã giúp cho pháo thủ nắm được quyền tự quyết trong tay. Họ thiết lập chuỗi bất bại vô cùng ấn tượng ở đấu trường Premier League, để rồi chưa bao giờ cảm giác vô địch lại gần với Arsenal đến vậy. Sau khi vòng 32 khép lại, pháo thủ chễm chệ trên ngôi đầu bảng với lợi thế hiệu số so với Liverpool và một điểm nhiều hơn so với Man City. Chỉ còn vài vòng đấu nữa và một chuỗi chiến thắng liên tục sẽ giúp Arsenal tạo nên màn lật đổ vĩ đại. Thế nhưng tấn bi kịch luôn có thể xảy ra bất chợt lúc nào, lúc người ta thăng hoa nhất. Bước vào vòng 33 định mệnh, Arsenal tiếp đón Aston Villa trên sân nhà. Và chẳng có lý do gì để pháo thủ phải e dè, thậm chí niềm tin của họ càng lên cao khi Liverpool đã ngã ngựa ở trận đấu sớm. Điều đó đồng nghĩa với việc pháo thủ sẽ có cơ hội bứt lên trong cuộc đua tam mã. Và rồi điều không tưởng đã xảy ra. Arsenal trải qua thế trận bế tắc trước giờ Villa, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, pháo thủ trải qua sự trừng phạt nghiệt ngã. Bailey và Watkins lần lượt đưa Aston Villa vượt lên ở những phút cuối. Arsenal sụp đổ khi họ còn cách cửa thiên đường không còn bao xa. Man City sau đó lại bứt lên với sự hủy diệt vô đối. Và khi Son Heung-min bỏ lỡ cơ hội 10-10 để giúp Tottenham cầm hòa Man City ở trận đá bù ngay trước vòng hạ màn, định mệnh có lẽ đã không chọn thầy trò Mikel Arteta. Bước vào vòng đấu 38, vòng đấu chốt hạ, Arsenal đã ngoan cường chiến đấu vì cơ đồ đội bóng. Nhưng sau tất cả thì Man City vẫn là sự khác biệt so với phần còn lại. Man xanh tiếp tục vượt qua West Ham để biến 3 điểm mà Arsenal giành được trước Everton trở thành hư vô. Các Gunners lại phải chờ thứ cảm xúc của 20 năm trước quay lại. Họ có trong tay những ngôi sao chất lượng, một huấn luyện viên đầy cá tính, nhưng vẫn chưa đủ để đánh sập được sự độc tôn của vương triều Pep Guardiola. Nỗi đau có thể ập đến bất chợt hay kéo dài, nhưng tình yêu trường tồn sẽ xoa dịu nó. Các Gunners vẫn hài lòng với một mùa giải đầy cảm xúc của đội bóng con cưng. Họ đã sống với những cung bậc mà rất lâu rồi mới được tận hưởng. Có niềm vui chiến thắng, có những khoảnh khắc bùng nổ phút cuối và kèm theo đó là nỗi buồn của chiến bại. Cách đây 3 đến 4 năm, những người hâm mộ lạc quan nhất của pháo thủ cũng chẳng thể nghĩ đến ngày mà họ đua tranh sòng phẳng với Manchester City và Liverpool như mùa giải năm nay. Top 4 khi ấy thậm chí còn xa vời với đội bóng chủ sở Emirates. Giờ hãy nhìn xem, Arsenal của hiện tại đã vững vàng và hào hùng hơn rất nhiều so với những ngày tháng u ám trước đây. Mùa giải 2024-2025, khi mà Jurgen Klopp đã nói lời tiễn biệt, Pep vẫn hứa hẹn ở lại Man City. Và đó có lẽ là mùa giải mà thầy trò Mikel Arteta đặt quyết tâm vô địch hơn bao giờ hết. Thua keo này thì ta bày keo khác. Với ý niệm tuyệt đối về niềm tin chiến thắng cùng một thế hệ rực rỡ của các tài năng nở rộ, Arsenal rồi sẽ đứng lên thất bại mà đường hoàng bước lên ngay vàng, đoạt lấy chức vô địch Premier League của riêng họ. Chúng tôi tự hào vì các bạn, những chiến binh pháo thủ quả cảm.